Thị trường vàng thì hôm qua đã có một cú tăng trưởng rất là bứt phá đúng không ạ? Theo đúng như cái kịch bản mà chúng ta mong chờ, mọi người nhận thấy rằng nó là gì ạ? Thật sự là sau khi giảm về cái khu vực hỗ trợ của đường trendline trên biểu đồ H4 đúng không ạ? Cũng là hợp lưu với khu vực hỗ trợ 3.600 đô la một ounce, đồng thời forming hay là hình thành một cái mô hình tăng giá là W formation, một cái mô hình hai đáy với hai cây long pin bar tại second leg đúng không ạ? Đấy, thì vàng đã có cú tăng trưởng bứt phá trong cái phiên trading ngày hôm qua với cái dữ liệu lạm phát rất là tốt, và mình đánh giá kịch bản vàng sẽ còn tiếp tục đi lên mạnh hơn nữa trong những cái ngày tới đây, khi mà Fed nói nhiều hơn về, khi mà thị trường đẩy cao hơn cái kỳ vọng về cái việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cái kỳ họp tháng 9 tới đây. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng nó là gì ạ? Cái biểu đồ của lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đến lúc này á đã thật sự break out, xác lập một cái xu hướng giá xuống. Và chúng ta biết rằng vàng và lợi tức trái phiếu thì luôn có một cái mối quan hệ gần như là nghịch đảo, ngược chiều với nhau đúng không ạ? Khi lợi tức lại rất rất là mạnh như vậy thì cũng chính là confirm hay là xác nhận cho cái kịch bản tăng giá trên biểu đồ của thị trường vàng. Nhưng tuy nhiên, tăng không có nghĩa là chúng ta mua vào bất chấp. Chúng ta sẽ chờ đợi cho vàng có thể sẽ có một cái nhịp retest hay là pullback quay trở lại, kiểm chứng khu vực hỗ trợ 2.390 đô la một ounce, hoặc cũng có thể là con số round number 2.400 đô la một ounce trước khi mà tham gia vào cái vị thế mua lên. Nếu như hôm nay chúng ta thấy xuất hiện cái cây nến long pin bar tại đây đúng không ạ, hay là bullish engulfing tại đây, thì đó sẽ là cái kịch bản cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế của người mua nha.